người xa xứ và luôn nhớ đến quê hương Việt Nam của mình. Và chúng ta cũng biết, dù đi đâu, đến phương trời nào, thì chúng ta vẫn luôn nhớ về quê hương Việt Nam. Và nhân đây, Phương Duyên cũng xin được gửi tặng đến quý vị một ca khúc về Việt Nam. Đó là bài Quê Hương Ba Miền. Xin gửi đến quý vị.
xa đi đua đọc qua để xưa từ lúc hay qua xứ biển được tên xưa cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời làm kéo mưa thư đến rồi không đỡ đi để say mơ ngõ xanh ngõ đỏ thành phố xa qua xứ từng ba thế kỷ qua À, phải nói là hôm nay Phương Dung rất là vui, rất là hạnh phúc bởi vì quý vị đã đến đây bằng một trái tim rất là ấm áp. Chính vì điều đó mà các anh em ca nghệ sĩ khuyết tật từ Việt Nam chắc chắn sẽ đây là một kỷ niệm rất là đáng nhớ. Và Phương Dung một lần nữa xin chúc quý vị sức khỏe.